Trong hai tập trước, nhu cầu dục vọng của Tô Thị Hạnh đã khiến Thị ngày một sa ngã vào câu chuyện tình cảm bất chính cùng Nguyễn Văn Toàn, gã thanh niên kém Thị 7 tuổi. Dựa trên những hành tung hết sức đáng ngờ của vợ, anh Đức đã sớm phát hiện ra mối quan hệ của vợ và người tình. Tuy nhiên, không có bằng chứng nên anh Đức đã tìm đến biện pháp tâm linh. Nhưng lá bùa yêu của anh Lý Văn Đức đã không chỉ không phát huy tác dụng, mà nó còn là điểm khởi đầu cho những bi kịch lớn hơn nữa của gia đình anh. Cặp tình nhân thủ ác đã giá tâm đầu độc anh Đức để tiền bề yêu đương, nhưng liệu anh Đức có may mắn thoát nạn? Cặp tình nhân liệu có phải trả giá cho mối tình dục vọng đầy ngang trái của chúng? Nói là làm, chúng kiên quyết đầu độc anh Đức hết lần này qua lần khác để hai kẻ gian phu dâm phụ được đến với nhau. Kể từ khi Tô Thị Hạnh biết anh Đức bỏ bùa mình, đã quyết tâm cự tuyệt với chồng, dù cho cả hai đã có nhiều năm chung sống. Nhưng phần vì hai kẻ tình nhân mua phải thuốc giả, phần vì anh Đức cũng nhiều lần vô tình thoát thân, khiến cho kế hoạch của chúng thất bại. Thế có ai nói chuyện với anh đâu, mà anh chẳng ngồi uống một mình. Để vợ vào lấy ly ra uống với chồng. Đây, chồng rót vào đây. Ừ. Chồng rót đầy nha. Hai vợ chồng mình cũng ly. Cạch một cái nè. 100% nha. Đó. Đây. Mà chồng vào lấy thêm rượu. Hai vợ chồng mình uống chứ. À, bây giờ nhá, hai vợ chồng mình đổi ly cho tình cảm. Đổi ly à? Được. Đây đây. Em mà thôi, để chén sau vợ chồng mình đổi ly đi. Vợ cứ uống chén của vợ đi. Chén sau vợ chồng mình đổi ly, mà còn ấy ngoắc tay uống cho tình cảm. Uống đi. Kìa. Ôi trời ơi, vừa nãy vợ uống một cái chén kia xong rồi nó đắng ở trong họng quá, không uống được nữa. Sao? Trời ơi. Thôi uống vợ đi. Không uống nữa. Chồng uống, chồng uống nó. Không, vợ phải uống với chồng đã. Thì chén sau hai vợ chồng mình ý, mới đổi ly. Không. Đã bảo uống đi mày. Không uống nữa, bảo rồi. Chán chả thèm uống. Thôi chết. Hạnh và Nguyễn Văn Toàn đã tạo ra một cơn ác mộng không thể tưởng tượng được. Về rồi à? Ừ, anh về rồi đây. Nào, phụ đỡ. Ừ. Tao uống nước đi cho nó tỉnh. Nước kì. Uống đi. Không uống. Uống đi cho tỉnh táo. Uống nhiều rồi, không uống. Biết ai bảo không uống. Ừ, vậy. Hạnh không chỉ là người vợ ngoại tình, mà còn là một kẻ độc ác, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình. Thị đã lợi dụng tình yêu và lòng trung thành của Đức, biến chúng thành công cụ để làm tổn thương anh ta và để cuộc hôn nhân của họ vào bờ vực tan vỡ. Cô đi đâu mà giờ mới về? Em đi làm chứ đi đâu? Làm cái gì? Suốt ngày đi làm, làm ngày, làm đêm, lúc nào cũng làm. Ơ hay nhở, vợ đi làm mà lại cũng để cáu ầm lên.
Điện thoại ai gọi? Nghe đi. Toàn số máy lạ thì nghe làm cái gì? Ra đây! Ra đây! Nhận thấy việc đầu độc anh Đức đã thất bại, Hạnh sau đó đã ngang nhiên thường xuyên qua lại với Toàn, chỉ về nhà khi đã đến giờ chiều muộn. Buông ra! Những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Dù sợ anh Đức phát hiện sẽ lại đánh đập, nhưng càng bị ngăn cản, thứ tình cảm của đôi tình nhân lại càng nồng nhiệt mà mất đi lý trí. Úi dồi ôi, dạo này ho nhiều thế. Này, phòng trường hợp anh Đức tỉnh giấc giữa đêm khuya, từ sau trận cãi nhau kinh hoàng, Hạnh thường xuyên bỏ thuốc ngủ và nước cảm vắt cho anh uống sau bữa tối để thoải mái và dừng hì hục với phi công trẻ trong đêm. Thôi được rồi, chồng nằm ngủ đi. Sao em? Xong chuyện chưa? Chuyện việc thế nào rồi? Bây giờ á, em chẳng biết làm thế nào. Ôi dồi ôi, em đầu độc nó đến 4 lần rồi mà nó vẫn không chết. Thì em có cho tất cái chỗ thuốc đây vào không? Thì nhá, em chia ra làm 4 lần. Một lần thì em cho vào nước, xong một lần cho vào xôi, một lần cho vào rượu. Thế mà nó vẫn không chết. Cha này sống lâu thật, sống dài thế chứ không biết. Thôi được rồi, em cứ để đấy anh lo cho nhá. Anh phải xem thế nào đấy, em chán lắm rồi. Thôi được rồi mà, yên tâm đi, cứ để đấy anh lo nhá, yên tâm, nó chỉ lần này nữa thôi. Kiên quyết thực thi kế hoạch sát hại người chồng để cặp đôi được tiện bề yêu đương, Nguyễn Văn Toàn đã ngồi đối diện bãi đất nơi anh Đức hay đi lao động. Nhưng lần này, tình cờ anh Đức lại chạm mặt Quốc, một người bạn đã lâu ngày không gặp. Thế nên kế hoạch của đôi tình nhân lần này thất bại. Anh Đức! Anh Đức! Ui giời ơi! Đi đâu sao, đây? Sao giờ bao năm nay rồi anh em mới gặp nhau? Bây giờ công việc thế nào? Công việc anh vẫn thế. Thế anh làm gì đấy? Đây, nhà có ruộng ngô ra đây, đang ấy vài cái luống ngô đấy, ấy cỏ. Chịu khó thế này, em bảo giờ thì em cũng mới chuyển về đây, nhà em thì ngay đoạn này thôi. Hay là bây giờ hai anh em mình về làm tí, vì vợ em này không có nhà. Được anh. Đúng không? Ok, yeah. Thế anh vợ con nào rồi? Anh thì vợ anh thì vẫn thế thôi, vẫn đi làm bình thường công ty mà. Thế bây giờ hai con mà mới có một vợ thôi á? Không dừng lại ở đó mà rút kinh nghiệm từ lần giết hụt, gã nhân tình bảo người vợ tàn độc cung cấp giờ giấc sinh hoạt của anh Đức để kịch bản án mạng thành công. Thank you.
Như một buổi sáng thường nhật, một người dân địa phương trên đường đi lấy nước để phục vụ sinh hoạt thì bàng hoàng phát hiện một nạn nhân nằm bất tỉnh bên ruộng ngô tại khu vực huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, nên đã lập tức gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy rằng nạn nhân chưa tử vong ngay sau khi bị hung thủ tác động vật lý dẫn đến bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nạn nhân đã cố gắng di chuyển ra khỏi cánh đồng ngô để tìm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, do tình trạng vết thương quá nặng, nạn nhân cuối cùng đã tử vong trên đường đi. Đồng thời, kết quả khám nghiệm cũng xác định nạn nhân bị hung thủ dình phục trước và sử dụng vật tay, vật có cảnh sắc tác động nhiều lần vào vùng đầu, mặt, dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, để tập trung lực lượng, nhanh chóng khám phá, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập chuyên án, gấp rút tiến hành các biện pháp điều tra phá án. Các trinh sát điều tra viên ngay lập tức nhập cuộc rà soát, tiến hành dựng lên các mối quan hệ của nạn nhân. Người vợ Tô Thị Hạnh từ đây cũng được các chiến sĩ công an bắt đầu lưu tâm. Khi xác minh các mối quan hệ của Hạnh, trinh sát phát hiện ra người đàn bà này đã có nhiều mối tình vụng trộm với nhiều người đàn ông cùng một lúc. Cơ quan điều tra đã dựng lên các mối quan hệ tình ái giữa chị Tô Thị Hạnh với một số đàn ông trên địa bàn, trong đó có Nguyễn Văn Toàn cùng chú tại huyện Bình Liêu, và tập trung xác minh thu thập tài liệu về đối tượng này. Cơ quan điều tra đã triệu tập Hạnh lên để đấu tranh. Sau một hồi quanh co, Hạnh đã khai ra người tình. Với phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và bắt bằng được đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị. Một mặt phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thị xã Đông Triều tổ chức dình phục ở các điểm xung yếu, các nhà dân gần rừng núi. Một mặt vây giáp khu vực nơi xác định Nguyễn Văn Toàn đang lẩn trốn để truy bắt. Hai ngày sau khi tiến hành vây bắt hung thủ, lực lượng công an đã tiến hành mai phục ở khu vực nhà Tô Thị Hạnh. Cuối cùng, kẻ thù ác đã phải xa lưới pháp luật. Xét tới yếu tố do cả hai bị cáo đều là người dân tộc, nhận thức về pháp luật hạn chế, bản thân thủ đã bồi thường cho gia đình nạn nhân. Nhưng Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt hai bị cáo Tô Thị Xin, Đặng Văn Thủ cùng mức án tù chung thân. Chỉ vì thèm khát dục vọng, Adanba lăng loàn đã cùng trai trẻ lên kế hoạch sát hại chồng.